Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện Audio. Mình tiếp tục gửi cho các bạn bộ truyện Đại Chu Tiên Lai tập tiếp theo. Lão già khô gầy nói: Hồn huyệt là quỷ vật đạo thiên thư in ấn. Hồn huyệt chấn động, nói lên quỷ đạo thiên thư ngay tại U Đô quỷ vực. Bản tôn mệnh lệnh người lập tức tới quỷ vực, mang trang thiên thư đó trở về đây. Minh Nhất có người nói: Vâng. Vừa dứt lời, lão nhìn về phía hồn ảnh bên cạnh, nói: Tần Quảng Vương, đi thôi. Sau khi bọn họ cáo lui, nắp một quan tài đá khác bên cạnh lão già khô lâu bỗng nhiên xốc lên, từ trong đó truyền đến thanh âm một nữ tử. Cách 500 năm, quỷ đạo thiên thư rốt cuộc hiện thế rồi sao? Ngươi không tự mình đi một chuyến hay sao? Lão già khô lâu ôm ngực nói: Thiên cơ tử sẽ không cho phép ta đặt chân vào đại lục. Người này tuy đạo pháp không có mạnh, nhưng tinh thâm số học là một trong các đối thủ khó chơi nhất ta gặp phải mấy ngàn năm qua. Nữ tử từ từ nói: Thế những năm gần đây, cảnh giới thứ 9 chết ở trong tay chúng ta không ở số ít đâu. Hôm nay vẻn vẹn một tên cảnh giới thứ 8 đã khiến người sợ tay rồi sao? Lão già khô lâu thản nhiên nói: Này khác xưa rồi, ngày xưa tiến vào cảnh giới thứ 9 đơn giản tới cỡ nào, hôm nay ta cạn hết tuổi thọ cũng mới vừa vặn bước vào cảnh giới thứ 8 mà thôi. Nếu là còn không tìm thấy cánh cửa đó, mấy trăm năm sau tuổi thọ một kiếp hao hết, chỉ sợ cũng là có thể dừng lại cảnh giới thứ 7 mà thôi. Lữ tử nghĩ nói: Dù sao cũng là thiên thư, truyền tin bảo huyết hà đi đi. Lão già khô lâu nói: Huyết hà ở yêu quốc, hắn cần phải nhanh một chút tiến vào siêu thoát. Chỉ cần hắn thành công phá cảnh, dưới hợp đạo sẽ không có địch thủ, mà đến lúc đó chính là ngày chúng ta động thủ đối với đạo môn. Nữ tử trầm mặc một lát rồi lại hỏi: Một mình hắn ở yêu quốc không có gì ngoài ý muốn đó chứ? Trong vạn năm qua, ký ức không ngừng luân hồi truyền thừa đâu, môn phái mấy chục sư huynh đệ, chỉ còn lại có mấy chúng ta mà thôi. Lão già khô lâu thanh âm vững vàng nói: Yên tâm đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp thiên cơ tử, bất cứ tình huống nào cũng có thể chu toàn, một mình hắn ở yêu quốc, vấn đề không lớn đâu. Lão vừa mới dứt lời, một khối ngọc phù treo ở trên tường tháp bỗng nhiên vỡ vụn, yêu quốc, vô danh sơn, lĩnh một mảng yên tĩnh. Lý Mộ một tay cầm xạ nhật cung, một tay cầm phá thiên thương, chậm rãi từ trong hư không hạ xuống, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh khôi phục lại pháp lực. Xạ nhật cung từ một mũi tên bắn chết đại trưởng lão hợp hoàn tông cảnh tới thứ 7, khiến cho thân thể cùng với thần hồn gã không một cái nào có thể chạy thoát, lại vẫn như cũ có thể một mũi tên tiêu diệt thanh niên tà dị kia. Đương nhiên, tiếp được một mũi tên này trả giá là thân thể hắn hủy diệt, nguyên thần bị thương nặng bên bờ vực tiêu tán, bị Lý Mộ kế tiếp một thương trực tiếp tiêu diệt đi. Trong hư không, có vô số điểm sáng chậm rãi tiêu tán đi, đó là mảnh vỡ nguyên thần cùng với ký ức của người này. Trong lòng bàn tay, Lý Mộ phát ra một lực hút, mang những điểm sáng kia hấp thụ tới, cuối cùng hình thành một quả cầu ánh sáng to bằng ngón tay cái. Hắn dùng thần niệm đảo qua, sau đó liền lâm vào trầm ngâm thật lâu. Ma đạo tứ tổ, huyết hà sao? Hắn đoán không sai, vừa rồi thanh niên đó thật là một lão quái vật vạn năm, khác với Bạch Đế là lão mang ký ức truyền thừa xuống từng lần một đã nhiều tới mấy chục lần. Không chỉ có lão, ma đạo hôm nay còn có vài vị lão tổ cùng đang lấy phương thức tương tự giữ lại ký ức truyền thừa. Vạn năm trước, tu vi của bọn họ đã đạt tới cảnh giới thứ 9, một lần nữa bắt đầu tu hành, tất cả đều là ngựa quen đường cũ. Chỉ cần tài nguyên đủ thì có thể ở trong thời gian ngắn tu đến thượng tam cảnh, thậm chí trở về đỉnh phong. Tuy Lý Mộ vẫn luôn cảm thấy chuyển thế như vậy thật ra cũng không phải là sinh mệnh ban đầu ở vạn năm trước. Huyết hà lão tổ đã chết, nhưng đối với thanh niên chỉ còn có được ký ức của huyết hà mà nói,
hắn chính là Huyết Hà. Vấn đề triết học này thời gian ngắn là tìm không thấy được đáp án. Đương nhiên, truyền thừa như thế cũng không phải là không có một chút phiêu lưu. Nếu người kế thừa ký ức một kiếp nào đó của bọn họ bất ngờ ngã xuống, ký ức tiêu tán đi, bọn họ liền không còn cơ hội truyền thừa nữa. Tựa như Huyết Hà hôm nay, lão chết ở dưới Xạ Nhật Cung cùng với Phá Thiên Thương, ngày sau ma đạo liền không còn có Huyết Hà lão tổ nữa. Từ trong trí nhớ còn sót lại của Huyết Hà, Lý Mộ biết được, vạn năm trước, ma đạo có mấy chục người sử dụng phương thức này truyền thừa xuống, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại không đến 10 người. Người còn lại đều là ngã xuống ở trong tay cường giả một thời đại nào đó. Trong đó, Ngao Thanh chủ nhân của Phá Thiên Thương, Ngao Huyền chủ nhân của Xạ Nhật Cung đều từng đánh chết loại người kế thừa ma đạo này, cho nên lúc Huyết Hà nhìn thấy hai loại binh khí này mới sợ hãi cùng với chấn động như thế. Trong lòng của Lý Mộ có chút động dung, thật ra không chỉ ma đạo, người tu hành chính đạo cũng có thể dùng phương pháp này kéo dài truyền thừa xuống. Nhưng một mặt muốn tìm được ký chủ gửi gắm ký ức thì phải lau đi ký ức ban đầu của hắn, đây không phải là hành vi của chính đạo. Một mặt khác, ký ức có thể truyền thừa nhưng tu vi thì không được. Cho dù là chủ nhân muốn kiếp trước là cường giả cảnh giới thứ 9, mang ký ức gửi gắm trên người trẻ con, vẫn cần phải từ phàm nhân bắt đầu tu hành. Quá trình tu hành này là cực độ buồn tẻ với chán nản, người tâm trí cường đại nữa cũng rất khó chịu được một lần lại một lần dày vò như thế. Ở trong trí nhớ của Huyết Hà, có mấy vị cường giả ma đạo chính là vì không thể chịu đựng được tra tấn không có điểm cuối đó ở trong quá trình truyền thừa xuống tự kết thúc. Cho nên, về sau cường giả ma đạo sớm một bước truyền thừa sẽ tìm kiếm cho đồng môn, sau đó một ít thể chất đặc thù thích hợp để tu hành. Sau khi tiêu phí lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng đến tu vi nhất định lại lau đi ký ức của bọn họ. Bọn họ lúc này là ký chủ ký ức tốt nhất. Huyết Hà khối thân thể này là một vị thiên tài có thể chất đặc thù phi thường thích hợp hắn tu hành một môn thượng cổ ma công. So sánh với ma đạo, các tiền bối hoặc môn phái chính đạo cũng sẽ lựa chọn ở trước khi mất đi lưu lại ký ức, nhưng không phải là vì đoạt xá hậu bối đệ tử mà là để cho bọn họ cảm ngộ tu hành. Lý Mộ nhẹ nhàng thở phào, Huyết Hà trước khi chết, các ký ức này đã phá thành mảnh nhỏ, hắn có thể sưu tập được cũng không có nhiều. Trừ những thứ này, hắn chỉ biết các cường giả ma đạo nghị lực to lớn này từ vạn năm trước bắt đầu, tình nguyện chịu đựng vạn năm tịch mịch từ thế hệ luân hồi, sở dĩ làm như vậy là đang tìm kiếm một cánh cửa. Cửa. Lý Mộ nhớ tới hắn sau khi mang thiên thư xếp chồng xuất hiện một cánh cửa hư ảo kia, mà đạo vạn năm qua vẫn chưa từng dừng lại tìm kiếm thiên thư, chẳng lẽ vì cánh cửa này sao? Bọn họ ở mười châu xưng bá vạn năm, thiên thư trong tay thì sợ không ít hơn Lý Mộ, mà lúc này Lý Mộ đã xác định ma đạo quả thực có cường giả cảnh tới thứ 8, tổng đàn ma đạo Thánh Tông ngay tại sâu trong Nam Hải. Tuy hắn rất muốn đánh lên tổng đàn ma đạo, nhưng mang những thiên thư đó để cướp về, xem sau lưng cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn hiển nhiên chưa có thực lực này. Trên thế giới này, hai cường giả cảnh giới thứ 8 đã biết đều là kẻ địch của hắn. Trong lòng Lý Mộ thầm than một tiếng, thu thập tâm tình, hướng về Thiên Hổ Quốc bay đi. Mà lúc này trên Nam Hải, hai bóng người già nua đứng ở trên không. Trong mắt lão già khô lâu, ngọn lửa âm u kịch liệt nhảy lên, nghiến răng nói: "Thiên cô tử, bản tôn lần này không đặt trên tổ châu, người vẫn muốn ngăn sao?" Thiên cơ tử nhìn lão bình tĩnh nói: "Lão phù không chết, ngươi đừng hòng rời khỏi được Nam Hải tại họa người đời." Không bao lâu, trên Nam Hải nổi sóng thật lớn, ngư dân trên bờ biển ùn ùn leo lên đỉnh núi tránh né, thủy tộc dưới biển cũng liền toàn lực hướng chỗ sâu mà bơi đi. Lý Mộ đối với tất cả cái này hoàn toàn không biết, hắn từ trên trời giáng xuống đáp ở trên quảng trường trước hoàng cung Thiên Hổ Quốc. Sau đó, đôi lông mày hắn liền không khỏi nhíu lại, ở trong hoàng cung hắn đã nhận ra mấy đạo yêu khí cường đại đến cực điểm.
Một đạo trong đó là Vạn Huyễn Thiên Quân, một đạo khác là Thanh Sát Lang Vương, còn có hai đạo, vậy mà cũng là cảnh giới thứ bảy. Hơn nữa, khí tức trên thân bốn yêu vật này đều có chút không ổn định, rõ ràng mang theo thường thế. Lý Mộ mặc kệ bọn họ, ánh mắt nhìn về phía trước, nơi đó đã có một khí tức quen thuộc đang hướng hắn nhanh chóng để tiếp cận. Hoàng cung đại điện, sắc mặt của Thanh Sắt Lang Vương vẫn có chút kinh sợ, run giọng nói: Hắn rốt cuộc là cái gì vậy? Từ sau khi bốn thế lực lớn kết minh, bọn họ bốn vị đại yêu cảnh giới thứ bảy liền liên thủ ở yêu quốc tuần tra, muốn bắt được độc thủ tạo thành sự kiện vô số yêu tộc bị giết này. Nhưng không ngờ là người nọ lấy tu vi cảnh giới thứ sáu mang bọn họ bốn kẻ cảnh giới thứ bảy đùa giỡn xoay vòng vòng. Bốn người một khi tách ra nhất định sẽ bị hắn tìm tới lần lượt và đánh tan. Bốn người một khi tụ tập một chỗ, người nọ liền tránh mà không chiến, ngược lại giết hại yêu tộc trung bình và nhỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn hầu như mỗi ngày đều đang mạnh lên, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể hoàn toàn uy hiếp đến bốn người bọn họ. Cửu Thiên Xà Vương nghĩ nghĩ trầm giọng nói: Nếu thật sự không có được, cũng chỉ có thể mang bốn tộc chúng ta tụ tập một chỗ mà thôi, từ thủ Sơn Môn đi. Bạch Hồng Vương hỏi: Vậy yêu tộc trung bình và nhỏ ở ngoài bốn tộc thì sao đây? Cửu Thiên Xà Vương lắc đầu nói: Bây giờ đã không để ý được nhiều như vậy nữa đâu. Vạn Huyễn Thiên Quân hồi lâu chưa có mở miệng: Vô dụng thôi, các ngươi cũng đều đã nhìn ra rồi, mà công hắn tu hành là thông qua hút tinh huyết người ta để mạnh lên. Nếu mặc kệ hắn ở yêu quốc tàn sát bừa bãi, không cần tới bao lâu, sợ là chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Thế cục yêu quốc hôm nay còn trong phạm vi bọn họ có thể khống chế. Nếu đợi tà tu kia trưởng thành tới mức nhất định, sẽ thoát ly bọn họ khống chế. Thanh Sắt Lang Vương do dự hồi lâu lẩm bẩm: Nếu không chúng ta vẫn là hướng vị đại nhân kia cầu viện đi. Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, Nguyễn Cơ thân mật kéo tay Lý Mộ đi vào. Lý Mộ nhìn nhìn mọi người hỏi: Các người đang nói cái gì thế? Vạn Huyễn Thiên Quân ho nhẹ một tiếng nói: Hơi hiền tế, có điều ngươi không biết, mấy ngày nay cảnh nội yêu quốc xuất hiện một tà tu thủ đoạn tàn khốc, bọn chúng bốn chúng ta liên thủ cũng chưa có thể bắt được hắn đâu. Vạn Huyễn Thiên Quân một câu hiền tế làm cho Lý Mộ bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn đến yêu quốc đều chỉ là bởi ở bên Huyễn Cơ, chưa từng nói mấy câu với Vạn Huyễn Thiên Quân, càng chưa quen như vậy. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, Lý Mộ không cân nhắc cái khác, cũng phải cân nhắc Huyễn Cơ, với lại một tiếng hiền tế này cũng là căn cứ vào sự thật. Hắn đã ngầm thừa nhận xưng hô này, đưa tay ở trên không nhẹ nhàng quét một phát, trước mặt đám người Vạn Huyễn Thiên Quân liền hiện lên một hư ảnh. Lý Mộ hỏi: Là người này phải không? Vạn Huyễn Thiên Quân kinh ngạc nói: Hiền tế từng gặp hắn rồi sao? Lý Mộ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: À, vừa rồi ta ở trên đường đến yêu quốc, trùng hợp gặp được tà tu này tàn sát yêu tộc vô tội, liền thuận tay giết đi để tránh hắn về sau nguy hại đến Thiên Hồ Quốc. Cái gì? Ngươi giết rồi sao? Lại còn thuận tay nữa? Bao gồm Vạn Huyễn Thiên Quân ở trong, giờ phút này bốn vị đại yêu trong điện đều ngây ra ở tại chỗ. Thì nói tà tu đó chỉ có cảnh giới thứ sáu, nhưng ngay cả bọn họ cảnh giới thứ bảy cũng thiếu chút nữa ngã xuống ở trong tay gã, sao có khả năng bị người ta dễ dàng đánh chết như thế? Nếu Lý Mộ có thể giết thanh niên tà tu kia, chẳng phải là cũng có năng lực đánh chết bọn họ hay sao? Lý Mộ tiếp tục nói: Người này tuy tu vi không có cao, thực lực quả thật rất mạnh, thần thông quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu và đấu pháp đều phong phú vô cùng. Ta thiếu chút nữa bị thương ở trong tay hắn. Ta đây tốn rất nhiều công phu mới đánh chết được hắn. Hắn ở Ma Tông địa vị cũng không có thấp, chết ở yêu quốc có lẽ sẽ dẫn tới Ma Tông trả thù. Yêu quốc mấy ngày nay phải cẩn thận một chút đấy. Huyễn Cơ đã ám chỉ hắn vô số lần. Sau khi nhắc nhở bọn họ, Lý Mộ liền cùng với Huyễn Cơ rời khỏi đại điện, đi thẳng đến phía hậu cung. Trong điện, Thanh Sắt Lang Vương há hốc mồm, thật lâu cũng chưa khép được miệng. Người nọ thật sự chết rồi sao? Sao lại thi thế được chứ?
Hắn cũng chỉ là có cảnh giới thứ 6. Trong cảnh giới thứ 6 người nọ là vô địch mà. Vạn Huyễn Thiên Quân lấy lại tinh thần trước hết, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, nói với các vị còn lại. Hiền Tế nói hắn đã chết, vậy là đã chết. So với hắn là như thế nào giết chết người nọ, càng quan trọng hơn là chúng ta có thể thừa nhận nổi ma đạo trả thù hay không đi. Vốn bốn tộc tạm thời liên minh là vì đối phó tên tà tu kia. Người này vừa chết, liên minh bốn tộc đúng ra nên giải tán. Nhưng Vạn Huyễn Thiên Quân lo lắng không phải là không có lý do. Tính mạng của Thanh Trác Lang Vương còn bị người khác nắm ở trong tay, đương nhiên không có ý kiến gì. Cửu Thiên Xà Vương cùng với Bạch Hùng Vương thì lâm vào trầm mặc thật lâu. Vạn Huyễn Thiên Quân nhìn bọn họ, tiếp tục nói. 2 năm qua, yêu quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bồn tòa tin tưởng, các người nhìn ra, chỉ có thống nhất được yêu quốc mới có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng cùng kháng kiếp nạn này. Cửu Thiên Xà Vương nhíu mày nói, người muốn chúng ta hướng Thiên Hộ Quốc người cúi đầu xưng thần hay sao? Vạn Huyễn Thiên Quân lắc đầu nói, Không phải là cúi đầu xưng thần. Bốn tộc liên hợp lại, lãnh địa mỗi cái không thay đổi, dốc sức bốn tộc trình hợp lại toàn bộ lực lượng yêu quốc. Việc yêu quốc ngày sau, chúng ta cùng nhau bàn bạc đi. Chỉ có một huyền xà tộc hoặc là phi hùng tộc không thể đối kháng với ma tông. Các yêu quốc hoàn toàn liên hợp đối với mọi người mà nói đều là một chuyện tốt, đặc biệt là dựa vào Thiên Hổ Quốc, dựa vào nam nhân kia. Liền tương đương dựa vào triều đình của Đại Chu, các tông của đạo môn, bọn họ trong nháy mắt liền có thêm vô số binh hữu cường đại. Cửu Thiên Xà Vương và Bạch Hùng Vương liếc nhau, trong lòng rất nhanh đã có quyết định. Cửu Thiên Xà Vương gật gật đầu nói, Tiên quân lời ấy có lý, đối đầu với kẻ địch mạnh, yêu quốc là thời điểm thống nhất rồi đây. Bạch Hùng Vương cũng mở miệng nói, ta cũng đồng ý thống nhất. Vạn Huyễn Thiên Quân ý vị sâu xa nói, nếu yêu quốc đã muốn thống nhất thì tất nhiên cần chọn ra một vị yêu quốc chi chủ. Mấy vị cảm thấy ai thích hợp nhất ngôi vị này đây? Tuy Vạn Huyễn Thiên Quân là lấy giọng điệu dò hỏi, nhưng chuyện này căn bản không có lựa chọn. Yêu quốc hôm nay, Thiên Hồ Quốc một nhà độc đại, cho dù là để Huyền Sa tộc cùng với Phi Hùng tộc nắm giữ yêu quốc, bọn họ cũng không có thực lực bảo hộ yêu quốc. Toàn bộ yêu quốc hôm nay buộc ở trên thân Thiên Hồ Quốc một quốc gia này. Nói cho chuẩn xác là buộc ở trên thân nạp nhân kia phía sau huyễn cơ nữ vương Thiên Hồ Quốc. Cửu Thiên Xà Vương hít thật sâu, bất đắc dĩ nói, cái này bổn tọa cảm thấy huyễn cơ chất nữ có thể gánh vác trọng trách này đấy. Vạn Huyễn Thiên Quân lắc đầu nói, nó tù vì quá thấp, chỉ sợ không chịu nổi trọng trách này đâu. Cửu Thiên Xà Vương thầm mắng một câu lão hổ ly. Vạn Huyễn Thiên Quân rõ ràng là đang đào sẵn hố cho chờ bọn họ tự nhảy, nhưng bọn họ lại không thể không nhảy, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm, cắn răng nói, lấy bốn tộc của ta tích lũy nhiều năm như vậy, mang nàng đẩy lên cảnh giới thứ 7, nghĩ hẳn cũng không phải là việc khó đi. Vạn Huyễn Thiên Quân mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này thật sự là ngại quá. Bạch Hùng Vương cũng nghe ra thâm ý giữa hai người, đau lòng nói, lý ra lên như thế, nữ vương yêu quốc của ta không thể thua nữ hoàng Đại Chu được. Bổn tọa đề nghị mang niệm lực chi linh bốn tộc tùng hợp lại giúp nữ vương phá cảnh đi. Đại điện Thiên Hổ Quốc, đỉnh đầu Vạn Huyễn Thiên Quân lơ lửng một cái hồ ly màu vàng. Trên cánh tay Cửu Thiên Xà Vương quấn lấy một con rắn vàng. Dưới chân Thanh Trác Lang Vương và Bạch Hùng Vương đều tự phủ phục một con sói vàng cùng với một con gấu vàng. Chúng nó hình thể không lớn, trên người tản mát ra một loại khí tức kỳ dị. Bốn đạo niệm lực chi linh mặt ngoài yên tĩnh nhưng đều đang chìm chăm chú vào nhau, trong mắt tràn đầy tham lam. Bốn đại yêu lưu lại niệm lực chi linh, sau đó liếc nhau một cái, rời khỏi Hoàng Cung Đại Điện. Ở một khắc bọn họ bước ra khỏi điện, tứ linh rốt cuộc nhịn không được bổ vào nhau. Trước kia đại bộ phận thời gian đều ở bên Nữ Hoàng và Liễu Hàm Yên cùng với Lý Thành. Cái này đối với huyễn cơ có chút không công bằng, cho nên
Lý Mộ lần này ở Thiên Hồ Quốc dừng lại thêm một đoạn thời gian. Mấy ngày nay đã xảy ra một ít việc lạ. Trước kia trong Thiên Hồ Quốc, lấy hồ tộc cùng với yêu tộc trung bình nhỏ dựa vào hồ tộc chiếm đa số, rất khó nhìn thấy lang tộc, xa tộc, hung tộc, các yêu tộc. Các chủng tộc này bình thường đều dựa vào ba đại yêu tộc khác. Nhưng mấy ngày gần đây, Lý Mộ thường xuyên nhìn thấy yêu vật xà tộc, hùng tộc và lang tộc lượn lờ ở trong thành. Chuẩn xác mà nói là nữ yêu mấy tộc này. Lý Mộ khi bầu bạn huyễn cơ ở trong thành du ngoạn, cách một lát sẽ gặp được một nữ yêu, hướng hắn nháy mắt. Hắn trợn ra hiệu, mấy mỹ nữ kia thì thôi, xa nữ yêu hùng tộc ai cũng to cao như núi, uốn éo hồng để đi đến, để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Lý Mộ. Cho nên hắn bây giờ dứt khoát không ra khỏi cửa nữa. Không có việc gì cùng huyễn cơ nghiên cứu xong tu chi đạo, cùng với hồ lục hồ cửu ước hẹn uống rượu. Cuộc sống yêu quốc là thích hợp y hơn, thoải mái hơn như thế. Trong miệng của hồ lục, Lý Mộ mới biết được Thiên Lang Quốc, Huyền Sa tộc, Phi Hùng tộc đã quyết định triệt để kết minh với Thiên Hồ Quốc. Về sau từ Thiên Hồ Quốc chủ, bốn tộc cùng với tính việc lớn. Nói cách khác, Huyễn Cơ về sau không chỉ là nữ vương của Thiên Hồ Quốc, mà là nữ vương của Yêu Quốc. Từ trên thân phận cùng địa vị mà nói, nàng đã ở cùng với vị trí với nữ hoàng. Trên thực lực tuy tạm thời còn kém một chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Thực lực trình thể Yêu Quốc là không thua kém gì Đại Chu, thậm chí còn hơn. Nữ vương Yêu Quốc nếu chỉ có tu vi cảnh giới thứ 6 không khỏi thấp hơn nữ vương Đại Chu. Bởi vậy bốn tộc sau khi bàn bạc quyết định dốc hết sức Yêu Quốc mang tu vi của Huyễn Cơ đẩy lên cảnh giới thứ 7. Phương thức nàng tấn thăng giống với nữ hoàng, các tộc Yêu Quốc luôn luôn tranh đoạt lãnh địa và yêu tộc trung bình nhỏ, một bộ phận nguyên nhân rất lớn là lấy niệm lực của chúng nó. Nếu chỉ dựa vào Thiên Hồ Quốc có thể cần mấy chục năm mới có thể sinh ra một đạo niệm lực chi linh đủ để cho Huyễn Cơ tấn tăng cảnh giới thứ 7. Nhưng bốn tộc hợp sức lại rất nhanh có thể thai nghén ra một niệm lực chi linh giai đoạn trưởng thành. Yêu Quốc thống nhất, Lý Mộ là vui vẻ nhìn thấy. Tính cả Yêu Quốc, lực lượng của hắn bây giờ có thể điều động đã cực kỳ khổng lồ, chỉ là còn thiếu một vị minh hữu cảnh giới thứ 8. Chờ thời điểm hắn có nắm chắc ngăn cản được Thiên Cơ Tử chính là lúc hắn trở lại Huyền Tông. Một mặt khác, đối với Thiên Thư Ma Tông, Lý Mộ cũng có chút ý tưởng. Phía sau cánh cửa đó là cái gì, Ma Tông nhất định so với hắn biết càng nhiều hơn. Các cường giả ma đạo đó chịu đựng được vạn năm tịch mịch, mục đích là gom Thiên Thư hoàn chỉnh lại. Trong đó nhất định cất giấu bí mật thật lớn. Lý Mộ tiêu hóa ký ức của huyết hà, ý đồ từ trong đó tìm được tiếp một ít tin tức hữu dụng. Vạn năm trước, đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp, tuy không thể nói cảnh giới thứ 9 đi khắp nơi, nhưng trên đại lục cùng thời kỳ xuất hiện hơn 10 vị cường giả cảnh giới thứ 9 cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Huyết Hà đã luân hồi mấy chục lần, mỗi một lần luân hồi hắn đều sẽ điều ra mấy trăm năm ký ức. Ở trong những mảnh vỡ ký ức này, Lý Mộ nhìn thấy, từ vạn năm trước bắt đầu, theo thời gian trôi đi, cường giả trên đại lục càng ngày càng ít, dần dần rất khó xuất hiện cảnh giới thứ 9. Thẳng đến sau Bạch Đế, liền cũng không có ai đột phá cảnh giới này nữa. Cảnh giới thứ 8 liền trở thành điểm cuối tu hành của những tu hành giả này. Hôm nay, sau 3.000 năm, ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng thành bình cảnh khó có thể đột phá. Vô luận thiên tài kinh tài tuyệt diễm tới cỡ nào, cả một đời cũng chỉ có thể dừng lại cảnh giới thứ 7. Hiển nhiên, thiên địa linh khí đang không ngừng ít đi, mà đây tựa như là mấu chốt xiềng xích tu hành tu vi của tu hành giả. Thiên địa linh khí bọn họ dựa vào để sinh tồn, tựa như là một loại tài nguyên không thể tái sinh. Theo tốc độ như vậy, mấy ngàn năm sau, có lẽ toàn bộ thế giới sẽ không có linh khí nữa, cũng sẽ không có tu hành giả tồn tại nữa. Nếu thiên địa linh khí thật là tài nguyên không thể tái sinh, như vậy Lý Mộ hoàn toàn có thể đoán được tương lai của giới tu hành. Ngoài ra, Lý Mộ còn phát giác ra, huyết hà cực kỳ sợ hãi đối với Ngao Huyền. Tu vi của Ngao Huyền tuy chỉ có cảnh giới thứ 8 đỉnh phong,
nhưng ở thời đại đó của hắn, cảnh giới thứ 8 đỉnh phong đã là cường giả đỉnh cấp thế gian. Dạ Nhật Cung trong thời hắn từng một thời là bóng ma của Ma Tông, thậm chí có mấy vị cường giả cảnh giới thứ 8 chết ở dưới cây cung này. Trong trí nhớ của Huyết Hà sợ hãi đến cực điểm đối với cái cung này, Lý Mộ lấy ra Dạ Nhật Cung, vuốt ve hoa văn ở trên cung. Những hoa văn này như là phù văn, nhưng Lý Mộ lại không biết một cái nào, cho dù là trong Thiên Thư Phù Lục Phái cũng không có ghi chép tương quan. Không chỉ có như thế, Lý Mộ sau khi cảm ngộ được Thiên Thư Bắc Tông cũng không biết cung này là như thế nào luyện chế được ra. Phá Tiền Thương của Ngao Thành là từ cả khối thiên ngoại vấn thạch tạo ra. Cung này chất liệu lại thành câu hỏi, phương pháp luyện chế, nguyên lý kéo cung cũng là câu hỏi. Hệ thống tri thức giới tu hành hiện có không thể giải thích sự tồn tại của cây cung này. Ở trong trí nhớ của Huyết Hà, Ngao Huyền vốn chỉ là một con rồng đen bình thường, có mỗi một ngày bỗng nhiên được cây cung này, sau đó liền mở ra con đường cường giả số 1 đại lục của hắn. Lý Mộ nhìn cái cung này thật lâu, vẫn như cũ, cái gì nhìn cũng không có ra, chỉ có thể tạm thời thu hồi nó. Lúc này, một linh loa từ hồ tiên không gian của hắn bỗng nhiên chấn động hẳn lên. Tính tâm và ngâm tâm ở Đông Hải bế quan thì có khả năng là nữ hoàng gọi tới. Huyễn Cơ bị Vạn Huyễn Thiên Quân gọi đi bàn bạc công việc, tạm thời không ở bên người hắn. Lý Mộ cầm lấy linh loa, bên trong truyền đến thanh âm lười biếng của Chu Vũ. Người đang làm gì đây? Nghe được thanh âm của nàng, Lý Mộ có thể tưởng tượng được trong cung trường nhạc, bộ dáng nàng tựa chéo ở trên ghế rồng, trên mặt hắn hiện ra nụ cười nói. Thần đang tìm hiểu Thiên Thư. Trước kia, Chu Vũ luôn có thể mượn lý do việc nước, nói không ngừng với Lý Mộ. Sau khi hai người thật sự bày tỏ cõi lòng, nàng ngược lại có chút không biết phải làm sao, im lặng rất lâu mới nói. Ồ, vậy người tiếp tục tìm hiểu đi. Lý Mộ nói. Nhưng ta bây giờ rất muốn nói chuyện với bệ hạ. Trong lòng của nữ hoàng vẫn quá mức bảo thủ, Lý Mộ biết rõ ở trong quan hệ với nàng, mình phải giữ sự chủ động. Quả nhiên, sau khi hắn chủ động tỏ vẻ, nàng cũng buông xuống sự rụt rè, chủ động nói với Lý Mộ các chuyện thú vui ở trong cung. Thời gian một canh giờ lặng yên trôi qua, nữ hoàng cùng với Dương Tâm đi ngự hoa viên tản bộ, Lý Mộ thu hồi linh loa, Huyễn Cơ từ bên ngoài đi vào, cong lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, ủ oán nói. Ở nơi này còn nhớ tới Chu Vũ sao? Lúc chàng ở Đại Chu Thần Đô, sao không nghĩ trò chuyện với người ta? Mệt ta còn giúp chàng lưu ý cái chuyện Thiên Thư. Lý Mộ nắm tay nàng, để nàng ngồi ở trên đùi của mình, nói. Ta không phải là vừa rảnh liền tới nơi này sao? Về sau ta sẽ thường xuyên tới nơi này với nàng. Đôi mắt đẹp của Huyễn Cơ sáng ngời, lập tức nói. Chàng nói thật chứ? Lý Mộ trịnh trọng nói, là thật. Tuy lui tới Thần Đô cùng với yêu quốc vất vả một chút, nhưng vì hậu viện mình hài hòa, vất vả nữa cũng không tính là cái gì. Sau khi dỗ Huyễn Cơ vui vẻ, Lý Mộ mới nói, nàng vừa rồi nói chuyện Thiên Thư cái gì? Huyễn Cơ ngồi thẳng người nói, thám tử dưới trướng Hồ Lục nghe được, quỷ vực gần đây có Thiên Thư hiện thế đấy. Căn cứ tình báo Lý Mộ nắm giữ, thế gian 24 trang Thiên Thư tuyệt đại đa số đều ở trong tay hắn cùng với Ma Đạo. Ma Đạo mười châu mưu tính vạn năm, từ đạo môn lục tông hầu như toàn bộ Thiên Thư đã rõ tung tích, đều bị bọn họ lấy được. Thần quốc Phật môn Tam Tông Thiên Thư đã sớm bị cướp, trong lịch sử bách gia tiêu vong tựa như cũng không thoát được quan hệ với Thiên Thư bị Ma Đạo cướp đoạt. Lý Mộ có được Thiên Thư đạo môn ngũ tông, yêu tộc, hồ tộc, long tộc cùng với Phật môn Tầm Tông, tổng cộng 9 trang. Ma Đạo 10000 năm tích lũy, số trang Thiên Thư trong tay sẽ không ít hơn hắn. Thiên Thư hắn cùng với Ma Đạo cộng lại có được đã gần 20 trang. Thiên Thư lưu lạc bên ngoài ít ỏi không có mấy, mỗi một tấm đều là vật nhất định phải tranh đoạt. Một trang Thiên Thư quỷ vực này, Lý Mộ bắt buộc phải có. Huyết Cơ có thể đạt được tin tức này, Ma Tông tất nhiên cũng đã biết được. Đối với Thiên Thư, khiếu giác của bọn họ vô cùng sâu sắc. Huyễn Cơ nói xong việc này, chưa bao lâu, linh loa nữ hoàng lại chấn động. Lý Mộ hướng Huyễn Cơ làm một cái động tác suyệt, sau đó đưa vào pháp lực trong linh loa, thanh âm nữ hoàng lập tức truyền đến.
Cúc vệ vừa mới truyền tin tức, nói là trong quỷ vực có thiên thư xuất hiện, Ali đã dẫn người đến xem xét rồi. Lý Mộ nói, thần đã biết rồi, thần đang chuẩn bị khởi hành tới quỷ vực đây. Chu Vũ im lặng một chớp mắt, sau đó hỏi, ngươi là làm sao biết được, chẳng lẽ ngươi lại cùng với một chỗ con hồ ly tinh kia sao? Lý Mộ nhất thời ngạc nhiên, nếu bàn về trình độ tin tức linh động, cho dù là phù lục phái cũng không có khả năng. So sánh với một quốc gia, có thể so với triều đình Đại Chu còn đạt được tin tức sớm hơn, nhất định là yêu quốc cách quỷ vực gần hơn. Huyên Cơ không ẩn nhẫn nữa, hư lạnh một tiếng nói. Chỉ cho phép hắn hầu hạ bầu bạn bên người sao, không cho phép hắn với ta. Người bá đạo như vậy, có bản lãnh để hắn cả đời ở lại bên cạnh người đi. Người, cái con hồ ly tinh câu dẫn người khác này. Ta là hồ ly tinh, ta thừa nhận, người nào đó rõ ràng cũng giống ta, lại còn luôn mang mình coi là chính cung đương tử, cung đương đương chứ. Trơ mắt nhìn Huyễn Cơ cùng với nữ hoàng cách linh loa tranh cãi, Lý Mộ vài lần khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể cố ý mặt âm trầm lớn tiếng nói. Thôi đi, quậy đủ chưa? Huyễn Cơ bụng trộm nhìn thoáng qua Lý Mộ, thấy hắn tựa như thật sự có tức giận, lập tức cúi đầu không nói gì nữa. Đầu kia linh loa, nữ hoàng bên kia cũng không có thành âm. Lý Mộ tiếp tục nói. Một người là nữ hoàng Đại Chu, một người là vạn yêu nữ vương. Không gặp mặt cách linh loa cũng cãi nhau, có ra thể thống gì nữa đây? Huyễn Cơ không được gây sự nữa, bệ hạ cũng đừng nhầm vào nàng nữa, nếu không... Ta bây giờ trở về Bạch Vân Sơn bế quan, các người ai cũng không cần oán ta nữa đâu. Chịu thua trước là Huyễn Cơ, nàng kéo kéo ống tay Lý Mộ thấp giọng nói. Thôi, ta sai rồi, ta về sau không nói nàng như vậy nữa là được chứ gì. Chu Vũ trầm mặc một lát cũng nhỏ giọng nói. Nhiều nhất chấm về sau không nói cô ta là hồ ly tinh nữa. Hai người bọn họ, thực lực ai cũng mạnh, địa vị ai cũng cao. Lý Mộ nếu không lấy một chút uy nghiêm, đứng đầu một nhà, đợi Huyễn Cơ đột phá tu vi, hắn liền hoàn toàn không thể khống chế cục diện gia đình này. Ở lúc các nàng hai người đều có mặt, hắn phải xử lý sự việc công bằng, không liên vị ai. Đợi thu hồi linh loa, hắn mới mang Huyễn Cơ một lần nữa kéo vào trong lòng nói. Ta không phải là vừa rồi cố ý hung dữ với nàng đâu, chỉ là các nàng như vậy sẽ làm ta rất khó xử đấy. Ta chưa từng nghĩ các nàng có thể giống với tỉ muội, nhưng mà ta cũng đừng mỗi một lần đều đối chọi gay gắt như thế chứ, ai cũng không nhường ai. Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng nói, là cô ta nói ta trước mà. Lý Mộ nói, cô ấy hẹp hòi, nàng cũng không phải là ngày đầu tiên nàng biết, nàng nhường cô ấy một chút thì đã làm sao. Trong lòng Huyễn Cơ thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên nói, vậy chẳng nói ta có phải so với Chu Vũ càng hiểu chuyện hơn hay không? Lý Mộ vội vàng nói, đúng đúng rồi, nàng hiểu đại thế nhất đấy. Nửa ngày sau, trấn an xong Huyễn Cơ, Lý Mộ bay ra khỏi Thiên Hồ Quốc, lại lấy ra linh loa, sau khi đưa vào pháp lực, đối diện rất nhanh truyền đến tiếng của nữ hoàng. Người đi bầu bạn với vạn yêu nữ vương của ngươi đi là được rồi, không cần phải để ý tới chấm đâu. Lý Mộ thử hỏi, bệ hạ còn đang tức giận sao? Chu Vũ nói, chấm không thèm tức giận. Lý Mộ cười nói, ta biết ngay bệ hạ lòng dạ rộng lớn nhất mà, vừa rồi ta đã dặn dạy Huyễn Cơ rồi, bảo nàng hướng bệ hạ học tập nhiều hơn, bớt tính cái trẻ con đi, phải lấy đại cục làm trọng chứ. Giọng điệu của Chu Vũ nhu hòa đi một chút nói, người cũng thấy đấy, là cô ta lần nào cũng đối nghịch với chấm. Lý Mộ nói, cô ấy từ nhỏ ở trong núi lớn lên, không hiểu quy củ được, ủy khuất bệ hạ rồi. Chu Vũ hừ nhẹ một tiếng nói, người biết thế thì tốt. Nữ hoàng hiển nhiên là không tức giận nữa, trong lòng Lý Mộ cũng thở vào một hơi. Hắn càng ngày càng cảm nhận được hậu viện nữ nhân quá nhiều, hơn nữa ai cũng không phải là hạng người đơn giản. Nếu muốn cuộc sống hài hòa an ổn, nhất định phải học được người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, khi cần thiết còn có phải nói tiếng hồ ly. Đây không phải lừa gạt, mà là thiện ý nói dối, cũng là kỹ năng một tên háo sắc phải có. Rời khỏi Yêu Hồ Quốc,
hắn vừa mới cùng nữ hoàng đấu cháo linh loa, vừa hướng phía nam phi hành. U đô quỷ vực ở phía tây Đại Chu, phía nam Yêu Quốc là một nơi thần bí bát phương âm u, bị sương mù dày đặc bao phủ. So với Yêu Quốc, U đô càng hiếm dấu chân người hơn, cho dù là tu hành giả nhân loại cũng sẽ không quá mức xâm nhập vào. Toàn bộ U đô đều bao phủ ở trong một mảng sương mù dày đặc, lấy thị lực nhân loại đưa tay không thấy đập ngón. Mặc dù là tu hành giả trung tam cảnh cũng không cảm ứng được tình huống ở ngoài trăm trượng. Sương mù này cũng không phải là sương mù bình thường, trong sương mù tràn ngập khí âm sát, phàm nhân chỉ cần tiếp xúc nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Tu hành giả khó có thể từ trong bổ sung linh khí, cực ít xâm nhập quỷ vực. Nhưng nơi này lại là thánh địa của quỷ tu, hồn thể vốn là thuần âm, nơi này khí âm sát lấy không hết, dùng không kiệt, đối với bọn họ mà nói nơi là nơi tu luyện thiên nhiên. Đại Chu, quận Giang Âm. Phía tây quận Giang Âm, đó là quỷ vực làm dân chúng nghe mà kinh sợ. Xuyên qua một mảng rừng trúc bị sương mù bao phủ, chính là cảnh nội quỷ vực, chỗ này được xưng là Vạn Quỷ Lâm. Là cấm địa trong lòng dân chúng, ngày thường ngay cả tới gần cũng phải cẩn thận. Đứng ở ngoài rừng, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy cô hồn giá quỷ phiêu đãng ở bên trong. Ngại bởi quan phủ ở ngoài rừng bố trí trận pháp, quỷ vật trong rừng cũng không dám ra khỏi rừng trúc. Nhưng đối với tu hành giả mà nói, Vạn Quỷ Lâm lại mà là một nơi tuyệt hảo để thu hoạch hồn lực. Tu hành giả ngưng hồn cảnh đối với hồn lực cực kỳ khát cầu, phương pháp đơn giản nhất, hơn nữa được triều đình cho phép chính là thông qua đánh giết quỷ vật để thu hoạch. Cảnh nội Đại Chu quỷ vật không nhiều, cho dù là có cũng là trốn khắp nơi, nhưng trong quỷ vực không thiếu nhất chính là hồn thể. Bởi vậy thường xuyên có tu hành giả tụ năm tụ ba tiến vào Vạn Quỷ Lâm, săn giết quỷ vật nơi này. Vạn Quỷ Lâm là ngoài cùng của quỷ vực, không có quỷ vật gì lợi hại. Phần nhiều là một ít âm linh không có sức phản kháng, cùng có chút oán linh và ác linh. Chỉ cần không xâm nhập quỷ vực thái quá thì không có nguy hiểm quá lớn. Ngoài Vạn Quỷ Lâm có một thôn trấn, trong thôn xây vài tòa khách sạn chuyên môn cung cấp nơi đặt chân cho những tu hành giả này. Lý Mộ cũng chưa vội vàng xâm nhập quỷ vực, mà là tìm một chỗ khách sạn ở lại, tính điều tra trước một ít tin tức quỷ vực. Tính tới trước mắt, hắn biểu hiện đối với quỷ vực đã ít lại càng ít. Nữ hoàng nói thượng quan ly đã dẫn người đến quỷ vực. Lý Mộ sau khi đến nơi đây, dùng phương pháp pháp khí truyền âm liên hệ với nàng, lại phát hiện được không liên hệ được với nàng. Hắn ở bên người huyễn cơ có trì hoãn không ít thời gian, xem ra thượng quan ly so với hắn một trước đã bước một trước đến nơi đây, hơn nữa vô cùng có khả năng đã tiến vào quỷ vực. Một điểm thần bí khác của quỷ vực ở chỗ sương mù tràn ngập, ở quỷ vực có chứa một loại lực lượng kỳ dị, chỉ cần sau khi đi vào quỷ vực, các loại pháp khí truyền âm liền không thể sử dụng được, không thể tiến hành đưa tin khoảng cách xa nữa. Bởi vì tu hành giả lui tới không ngừng, thôn trấn này trái lại là phồn hoa, trừ khách sạn thế mà cũng có cửa hàng bán phù lục, đan dược pháp khí, ngoài ra còn có bán bản đồ quỷ vực. Lý Mộ liếc qua những lá bùa kia, đều là các lá bùa cấp thấp có tính phụ trợ, dùng để phá tà chu quỷ, phẩm chất bình thường, nhưng đối phó với quỷ vật cấp thấp lại là đủ dùng. Thứ hắn cảm thấy hứng thú là bản đồ quỷ vực. Nhưng sau khi Lý Mộ dùng mấy khối linh ngọc mua một phần bản đồ mới phát hiện, trên bản đồ này chỉ ghi lại một ít khu vực ngoài rìa của quỷ vực. Lấy đặc thù của quỷ vực, không có toàn bộ bản đồ, cho dù hắn tiến vào cũng là mịt mù. Lý Mộ đi đến trước quầy, hỏi trường quầy cửa hàng này, có bản đồ toàn cảnh quỷ vực hay không? Trường quầy đó lắc lắc đầu nói, tiểu điểm nào có loại vật đó chứ, nhưng người trẻ tuổi ta khuyên người vẫn là ở bên ngoài đi dạo thôi, quỷ vực không phải là nơi tốt đẹp gì đâu, đi càng sâu nguy hiểm càng lớn, đừng quỷ vật chưa bắt được ngược lại mang mạng nhỏ của mình đặt vào đấy. Lý Mộ vốn định hỏi nữ hoàng một phen, lúc ra khỏi cửa hàng phía sau chợt có một làn gió thơm thổi qua, một nữ tu đi đến trước mặt hắn hỏi, vị đạo hữu này, người cũng tính xâm nhập quỷ vực sao? Lý Mộ nhìn nữ tử trẻ tuổi trước mắt vẫn chưa có mở miệng, hai người vốn không quen biết, đang chủ động tìm tới,
khẳng định không phải là vì bắt chuyện, nhất định là có mục đích khác. Quả nhiên, thấy ánh mắt Lý Mộ ném đến, nữ tu đó chủ động nói: "Ta vừa rồi ở trong cửa hàng nghe được đạo hữu muốn một tấm bản đồ quỷ vực đầy đủ. Đạo hữu đoán ta đây đoán được đạo hữu hẳn là muốn xâm nhập quỷ vực. Vừa vặn chúng ta cũng có ý tưởng xâm nhập quỷ vực săn bắt quỷ vật, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi. Ở sâu quỷ vực nguy cơ bốn bề, nhiều người tuy thêm một phần thực lực, lực lượng bảo vệ chính mình." Phía sau nữ tử còn có ba tu hành giả đứng, hai nam một nữ. Thiếu nữ kia tu vi bộ dáng vừa tụ thần, hai nam tử thì đều đã bước vào thần thông. Nữ tử bắt chuyện với Lý Mộ này tu vi cũng là thần thông, giống với tu vi của Lý Mộ triển lộ ra. Quỷ vực dù sao không phải là lãnh địa nhân tộc, hoàn cảnh rất phức tạp, khiến quỷ vực so với yêu quốc còn nguy hiểm hơn. Chỉ là ở trong vạn quỷ lâm săn giết tiểu quỷ còn tốt, nếu muốn xâm nhập quỷ vực săn bắt quỷ vật cường đại hơn, các tu hành giả kết bạn đi chung. Trong trấn nhỏ này, khắp nơi là tu hành giả tìm kiếm đồng bạn. Âm hồn oán linh trong vạn quỷ lâm đã không thể thỏa mãn nhu cầu của tu hành giả tụ thần cảnh, trở nên thứ bọn họ muốn săn giết là quỷ vật hồn cảnh. Lý Mộ nhìn nữ tử này hỏi: "Các người có bản đồ đầy đủ quỷ vực sao?" Nữ tử gật gật đầu, sau đó lại nói: "Nhưng lấy thực lực của chúng ta, nhiều nhất xâm nhập quỷ vực 500 dặm, xâm nhập nữa sẽ có nguy hiểm, không biết đạo hữu có nguyện ý đi cùng chúng ta hay không. Trên đường ai đánh chết quỷ vật, hồn lực về người đó, nếu là liên thủ đánh chết, chúng ta dựa theo cống hiến để phân phối." Thượng quan Ly tự mình tiến vào quỷ vực trước, Lý Mộ muốn lấy bản đồ, còn phải về thần đô một chuyến. Mấy người này đã có được bản đồ, Lý Mộ cũng không muốn phiền toái nữa. Nhiều nhất lát nữa giúp bọn họ một phen, coi như là thù lao thu hoạch lấy bản đồ. Trong ánh mắt chờ mong của nữ tử này, Lý Mộ gật gật đầu nói: "Cũng tốt, nhưng bản đồ quỷ vực có thể để ta xem trước được hay không?" Nữ tử sảng khoái mang một khối ngọc giản đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ dán lên trán một lát mới trả lại cho nàng, nói: "Đa tạ." Sau đó, nữ tử lại hướng Lý Mộ giới thiệu mấy người khác: "Ta tên Ngô Thiến, đây là Trương Mãn đạo hữu, Đinh Lương đạo hữu, vị này là Trần Doanh Doanh đạo hữu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Lý Mộ: "Tuy hắn bây giờ vẫn dùng mặt thật để xuất hiện, nhưng thiên hạ người trùng tên rất nhiều, thành ra cũng không lo lắng người khác sẽ hoài nghi đến trên thân người của hắn." Hai nam tu nghe được tên Lý Mộ cũng chưa có gì khác thường, trái lại thiếu nữ tên Trần Doanh Doanh kia, đôi mắt đẹp bỗng nhiên sáng ngời, nói: Người giống tên sư tổ nhà ta." Lý Mộ mỉm cười thuận miệng nói: "Tiểu cô nương, ngươi là môn phái nào?" Tiêu nữ nói: "Ta là người thần phù phái, ngươi là môn phái nào?" Tiêu nữ tự báo môn phái, Lý Mộ không khỏi nhìn nàng thêm đôi lần. Phù lục phái trừ tổ đình còn có không ít ngoại môn, thần phù phái là một trong đó. Nói như vậy, hắn cũng miễn cưỡng xem như là đệ tử phù lục phái. Lý Mộ đương nhiên sẽ không biểu lộ thân phận, nói: "Ta không môn không phái, một tán tu mà thôi." Sau khi giới thiệu sau thân phận với nhau, Lý Mộ biết được trong bốn người này, trừ Trần Doanh Doanh miễn cưỡng xem như là ngoại môn đệ tử phù lục phái, ba người còn lại đều là tán tu, bởi vậy mới cần lấy thân mạo hiểm tới quỷ vực thu hoạch tài nguyên và hồn lực. Về phần Trần Doanh Doanh là xuống núi để rèn luyện. 18-19 tuổi đã có tu vi tụ thần, cũng tính là có chút tiền phú, nhưng giống loại đệ tử trẻ tuổi này, tu vi sau khi đột phá, nhập thế trải qua một phen tôi luyện cũng là rất cần thiết. Năm người kết bạn mà đi, Bạch Quỷ Trúc Lâm, Ngô Thiến nhắc nhở: "Mọi người cần tụ tập một chỗ, tuyệt đối đừng có đi xa, nơi này còn tốt, sau khi xâm nhập quỷ vực, một khi đi tản ra, sẽ rất khó gặp được nhau đấy." Sau khi đi vào rừng trúc, xung quanh bắt đầu tràn ngập sương mù nhạt nhạt. Trong sương mù này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, ngay cả thần niệm cũng không thể tra xét qua. Đối với tu hành giả mà nói, thần niệm chính là mắt. Thần niệm bị áp chế, mọi người đều mất đi cảm giác an toàn, trở nên cực kỳ cảnh giác. Ngẫu nhiên, sẽ có hồn thể từ trong sương mù bay ra. Những hồn thể này tràn ngập khí tức thô bạo, không có linh trí,
chỉ là bản năng khát vọng tinh huyết cùng với dương khí con người cũng chính là mục tiêu đi săn của các tu hành giả. Về phần các hồn tu có được linh trí, các tu hành giả tiến vào quỷ vực là trốn còn không kịp. Ở loại địa phương này, thực lực hồn tu có thể phát huy ra vượt xa lực lượng bản thân của bọn họ, có thể gặp hồn tu săn bắt thân phận con mồi cũng cùng với sợ thợ sẽ là thường xuyên xảy ra chuyển đổi. Lý Mộ dọc đường cũng chưa hề ra tay, hồn thể từ trong sương mù lao tới công kích bọn họ đều bị bốn người còn lại giải quyết. Ngay từ đầu, mọi người gặp được chỉ là oán linh ác linh, theo không ngừng xâm nhập, bắt đầu dần dần có cảnh giới thứ tư hung hồn xuất hiện. Lúc này, mọi người thường thường sẽ hợp tác sức đánh để đánh giết nó, chia đều hồn lực để đoạt. Môn khác đó, sương mù phía trước lần nữa truyền đến tiếng dao động. Trừ Lý Mộ, mấy người còn lại lập tức tập trung tinh thần, rất nhanh đã có mấy bóng người từ trong sương mù đi ra. Nhưng, một lần này từ trong sương mù xuất hiện không phải là quỷ vật mà là nhân loại. Đối diện cũng là 5 người, đám người Ngô Tiến thấy vậy, không chỉ chưa lơi lỏng, vẻ mặt ngược lại càng thêm khẩn trương, trên mặt mấy người đối diện cũng ở thời điểm hiện ra vẻ cảnh giác, có mấy người thậm chí đã cầm binh khí lên. Không khí hai bên cực kỳ khẩn trương, không bao lâu, 5 người đó đi hướng sương mù bên trái, bóng người rất nhanh biến mất. Bốn người cạnh Lý Mộ cũng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Thiến nhìn về phía Lý Mộ hỏi. Lý đạo hữu là lần đầu tiên đến quỷ vực sao? Lý Mộ gật gật đầu nói, trước kia quả thực chưa bao giờ tới. Khó trách, Ngô Thiến lắc lắc đầu nói, Lý đạo hữu về sau nếu là lại đến quỷ vực, tuyệt đối phải nhớ, nơi này nguy hiểm nhất không phải là quỷ vật, không có linh trí kia, cũng không phải là quỷ tu cường đại, mà là tu hành giả nhân loại giống với chúng ta, nếu là gặp, có thể chạy thì chạy, khi không thể chạy, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Mộ chắp tay nói, đa tạ đã nhắc nhở. Ngô Thiến thấy vẻ mặt hắn lạnh nhạt, tựa như không để ở trong lòng, sắc mặt ngược lại càng thêm nghiêm túc, tiếp tục nói. Chắc Lý đạo hữu có lẽ còn không có biết, tu hành giả chết ở quỷ vực, có một bộ phận rất lớn không phải chết ở trong tay quỷ vật, mà là chết ở trong tay đồng bạn, cùng với tu hành giả khác. Đời này không có quy củ, chuyện gặp bảo này nảy nòng tham, giết người đoạt bảo mỗi ngày đều xảy ra. Lý Mộ chỉ có thể trịnh trọng một chút nói, ta đã biết. Ngô Thiến nhìn ba người bên cạnh nói, nhưng Lý đạo hữu cũng không cần phải lo, Trương đạo hữu, Đinh đạo hữu cùng với Doanh Doanh muội muội, chúng ta đã từng hợp tác rất nhiều lần, chúng ta vốn còn có một vị đồng bạn. Chẳng qua, hắn mấy ngày nay đang bế quan phá cảnh, không tới đi cùng, bởi vậy chúng ta mới mời ngươi. Sau khi phụ cận gặp được đội ngũ tu hành giả khác, mấy người hiển nhiên càng thêm ngưng tụ. Tiến tiếp về phía trước mấy chục dặm, chém giết mấy con ác linh, một hung hồn. Khi bốn người đang vui vẻ chia hồn lực, đôi lông mày của Lý Mộ bỗng nhiên khẽ nhíu, ánh mắt lơ đãng hướng về phía nào đó nhìn một cái. Hướng đó chỉ có sương mù nồng đậm, không có bất cứ gì khác thường. Mười mấy hơi thở sau, Ngô Thiến cùng hai nam tu khác bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ vừa rồi nhìn, một hư ảnh từ trong sương mù dày đặc lao ra, hướng thẳng mấy người lao tới. Cảm nhận được khí tức dao động cường đại trên hư ảnh đó, mấy người đồng thời biến sắc. Không ổn, là u hồn cảnh, tới thứ năm. Mấy người dọc đường đi gặp được, nhiều nhất chỉ là hung hồn cảnh tới thứ tư, u hồn tương đương với tu hành giả nhân loại cảnh tới thứ năm. Tuy không có linh trí, chỉ có thể bằng vào bản năng hành động, nhưng cũng không phải là cảnh giới thứ tư có thể chống lại. Ngô Thiến quyết định thật nhanh, lập tức nói, mọi người mau chấn định, cùng nhau công kích nó đi, chiếu cố lẫn nhau, tuyệt đối đừng có mà tản ra. Lúc này, liền thể hiện ra tầm quan trọng của đoàn đội. Một vị thần thông cảnh sẽ không là đối thủ của cảnh giới thứ năm u hồn, nhưng bốn vị thần thông, một vị tụ thần chống lại một u hồn không có linh trí, cũng có thể chống lại nó một chút. Đương nhiên, quan trọng nhất là có Lý Mộ. Nếu không phải Lý Mộ âm thầm thi triển thủ đoạn, u hồn đột nhiên xuất hiện này, đối với bọn họ mà nói chính là một cuộc chiến sinh tử. Bọn họ tiến vào quỷ vực còn chưa gặp được u hồn, trong lòng bốn người vốn đã khẩn trương đến cực điểm, nhưng đánh rồi đánh, phát giác u hồn này hình như cũng không lợi hại như vậy. Nó sức công kích không có cao, phòng ngự lại rất yếu, bị pháp thuật mấy người đánh cho gào giống không ngừng. Cái gì? Chỉ có vậy thôi sao?
Sau khi phát giác u hồn này, thực lực chỉ có vậy thôi, ngay từ đầu đã bị bọn họ gắt gào áp chế, bốn người sớm không còn sự cẩn trương vừa rồi nữa, ngược lại kích động cùng với chờ mong hẳn lên, hào quang pháp thuật và pháp bảo càng thêm kịch liệt đan xen cùng một chỗ. Đều có thể thu gặt được u hồn này, bọn họ mỗi người đều có thể có được chia một luồng hồn lực khổng lồ để tu hành cũng tốt, đổi linh ngọc cũng thế, chuyến đi này cũng không có uổng. U hồn đó tuy không có linh trí, nhưng bị vài tên tồn tại nhỏ yếu đánh cho liên tiếp bại lui cũng trở nên cuồng bạo. Nó giống một tiếng, âm khí phạm vi vạn dặm bị nó hút vào trong miệng, hình thể nó phóng đại mấy lần, khí tức trên người cũng lập tức tăng vọt lên. U hồn bỗng nhiên dị biến, nụ cười trên mặt mấy người thu liễm lại, dưới khí tức cường đại kia, trong lòng chấn động sợ hãi không thôi. Lúc này, u hồn đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống điên cuồng, hướng bốn người lao xuống. Lý Mộ đứng ở phía sau bốn người, thản nhiên nhìn u hồn đó một cái. Chỉ liếc một cái, u hồn bổ nhào tới thân thể run lên, bỗng nhiên như liều mạng hướng về phía sau bỏ chạy đi. Lý Mộ ném ra một lá bùa, một tia sét hiện lên, u hồn này lập tức bị thương nặng ngã xuống đất, thế mà không còn sức bay lên nữa. Lý Mộ đi đến trước nó, mặt lộ vẻ đáng tiếc nói. Đáng tiếc là bùa cấp cao trưởng bối đưa tặng này, hắn còn có sức phản kháng sao? Mọi người cùng nhau ra tay đi. Mấy người phản ứng lại, đang muốn động thủ, hoàn toàn mang u hồn này đánh tan hồn thể. Rồi một luồng hào quang từ trong sương mù bay ra, xuyên qua thân thể u hồn này. Hồn thể u hồn sụp đổ, chỉ có để lại hồn lực tinh thuần bị mấy bóng người từ trong sương mù đi ra ngưng tụ lại thành một quầng hồn. Sắc mặt nam tu tên là Trương Mãn lập tức trầm xuống, lớn tiếng nói: "Các ngươi muốn làm cái gì đây?" Trong mấy người, một thanh niên thản nhiên liếc hắn nói: "Hồn này là chúng ta giết, chúng ta bây giờ thu hồn lực của hắn, có gì không thể?" Trần Doanh Doanh tiến lên một bước, cả giận nói: "Rõ ràng là chúng ta đã thương nó trước, các ngươi đoạt con mồi của chúng ta." Tên thanh niên kia cười lạnh một tiếng nói: "Nói đùa sao? U hồn của quỷ vực lại không có chủ nhân, ai đánh chết là của người đó, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể giết u hồn được hay sao?" Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười khẩy từ phía sau Ngô Thiến chuyển đến. "À, đệ tử của Huyền Tông từ bao giờ lăn lộn đến mức phải tranh đoạt hồn lực với tán tù đầy? Cái này nếu mà truyền ra ngoài thì sợ sẽ trở thành trò cười lớn của tu hành giả nhỉ? Người nói như thế nào, Thanh Huyền Tử?" Trong mấy bóng người, thanh niên trước sau chưa có mở miệng kia, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đối diện hỏi: Ngươi là người phương nào?" Lý Mộ từ phía sau Ngô Thiến đi ra, thản nhiên nói: "Một tán tu không quen nhìn hành vi của các ngươi mà thôi, kỳ quái. Huyền Tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, danh môn chính phái, sao cũng sẽ làm lại hoạt động chặn đường cướp bóc như thế này? Ngươi đường đường là một trong 10 đại đệ tử của Huyền Tông, ở quỷ vực cướp hồn lực của tán tu, trưởng bối môn phái các ngươi có biết không đây?" Đánh người đánh mặt, giết người chu tâm. Nghe xong lời sắt muối vào lòng của thanh niên xa lạ này, mấy tên đệ tử Huyền Tông sắc mặt đều đỏ lên, xấu hổ không có nhịn nổi, hai người ra mặt mỏng thậm chí đã cúi đầu. Chính như người này nói, Huyền Tông là danh môn chính phái số 1 đại lục, cũng là môn phái số 1 đại lục, là đại tử của Huyền Tông, bọn họ chưa bao giờ thiếu tài nguyên tu hành, đi đến nơi nào cũng được người ta tôn kính, có thể nói là vinh quang vô hạn. Nhưng thời khắc đỉnh cao của Huyền Tông từ sau khi hội giao lưu đạo môn một lần trước liền hoàn toàn kết thúc rồi. Đàn trang của bọn họ ở Đại Chu tất cả đều bị đuổi tới hải ngoại. Trường phường thị lớn nhất của giới tu hành bị Đại Chu thần đô Như Ý Phường thay thế. Phù lục phái và Huyền Tông đoạn tuyệt giao lưu, đạo môn bốn phái còn lại lùi tới với bọn họ cũng giảm bớt đi rất nhiều. Hội giao lưu bị đảo loạn, Linh Ngọc Tông Môn lần này thu hoạch đại khái chỉ có 2/10 của ngày xưa, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của cả tông. Tương tự phù lục, đan dược, pháp bảo, tài nguyên cũng là như vậy. Phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái, nam tông bắc tông các thứ đều lấy nội môn đệ tử nhu cầu gia tăng làm lý do, từ chối đơn đặt hàng của Huyền Tông, làm cho bọn họ có linh ngọc cũng không có chỗ nào để tiêu,
Huống chi tông môn bây giờ ngay cả linh ngọc tu hành cũng không có đủ, phân phối các đệ tử lần nữa giảm bớt, giống với Thanh Huyền Tử, đệ tử hạch tâm như vậy cũng phải tự mình xuống núi xâm nhập quỷ vực, săn bắt quỷ vật ở nơi đây, lấy đổi hồn lực, đổi lấy linh ngọc, thỏa mãn mình tu hành cần. Không chăm lo gia đình không biết củi gạo đắt, khi thật sự cần tự mình thu hoạch tài nguyên tu hành, bọn họ mới biết được tán tu tu hành khó khăn tới bao nhiêu. Bọn họ chu sát mỗi một quỷ vật để đổi lấy một ít khối linh ngọc, đều phải mạo hiểm sinh mệnh, thông qua mồ hôi và máu của mình giao tranh mà có. Mà quỷ vực tuy lớn, u hồn lại không có nhiều, thật không dễ gì gặp được một con, tự nhiên không muốn nhường cho người khác. Trong quỷ vực, thực lực vi tôn. Quỷ vật mình nhìn chúng bị cướp, chỉ có thể trách chỉ bọn họ tài năng không bằng người, nhưng không ngờ là thân phận của bọn họ lại bị người ta nhận ra rồi. Làm đệ tử Huyền Tông, trong lòng vẫn kiêu ngạo như cũ, lời của thanh niên xa lạ này không thể nghi ngờ là sự phạt đối với bọn họ trước mặt mọi người. Thanh Huyền Tử trên mặt mũi đã có chút không nhịn được, trầm giọng nói: "Con u hồn này là chúng ta đuổi theo rất lâu, chúng ta đã làm nó bị thương nặng, mời các ngươi nhặt món hời đi. Bằng không, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy tên tu vi thấp kém chỉ có thể đối phó được con u hồn cảnh giới thứ năm này hay sao?" Mấy tên đệ tử Huyền Tông nghe vậy nhao nhao phụ họa. Tuy sự thật là bọn họ nhân cơ hội nhặt mót, nhưng trực tiếp thừa nhận làm đệ tử của Huyền Tông, trong lòng bọn họ thật sự khó có thể tiếp nhận được. Chỉ có thể thông qua bịa đặt sự thật tìm về một chút tôn nghiêm. Tán tu làm sao đắc tội được Huyền Tông, cho dù là trong lòng còn bọn họ có oán cũng phải nghẹn khuất trở về. "Thì ra là thế sao?" Trên mặt Ngô Tiến lộ ra nét xấu hổ nói. "Khó trách chúng ta vừa mới phát hiện con u hồn này thực lực không có cao, thì ra là mấy vị đã làm nó bị thương nặng. Như vậy, hồn lực của u hồn này là lý do nên thuộc về các ngươi." Tuy bốn người bọn họ đều biết là Lý Mộ vừa rồi một lá bùa đó cho con u hồn này bị thương nặng, thật sự căn bản không phải là như Huyền Tông đệ tử nói. Nhưng nơi này là quỷ vực, mấy người đối diện thực lực hơn xa bọn họ, nếu chọc giận các đệ tử Huyền Tông này, cho dù bọn họ ở đây mang 5-10 diệt khẩu cũng vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Vừa rồi Lý Mộ mở lời châm chọc, trái tim Ngô Thiến đã treo lên, hắn lịch duyệt vẫn còn quá nông cạn, căn bản chưa mang nàng vừa rồi nhắc nhở để vào trong mắt. Ngữ từ này cho bọn họ bậc thang để xuống, trên mặt đám người của Thanh Huyền Tử cũng dễ coi hơn một chút, thu lại hồn lực, đang muốn rời khỏi, thanh niên đối diện kia lại mở miệng lần nữa. Lý Mộ đánh giá Thanh Huyền Tử như nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ giật mình nói: "À, thật ngại quá, ta thiếu chút nữa thì quên. Huyền Tông bây giờ cuộc sống thì không có dễ dàng, mất việc làm ăn cũng không được môn phái khác vừa mắt. Khó trách ngay cả đệ tử hạch tâm cũng phải tự mình ra ngoài săn giết quỷ vật. Thôi, đều là ra ngoài lăn lộn, ai cũng không có dễ dàng. U hồn này các người muốn liền tặng cho các người đi." Sắc mặt của Ngô Thiến biến đổi, cất bước tiến lên, cầm lấy cổ tay của Lý Mộ nói: "Lý đạo hữu, ngươi bớt tranh cãi đi." Nhưng nàng nhắc nhở chung quy là chậm, sắc mặt của Thanh Huyền Tử bọn vài tên Huyền Tông triệt để trở nên khó coi. Đường đường đệ tử thiên hạ đệ nhất đại phái, bọn họ có khi nào chịu khuất nhục như vậy? Càng khuất nhục hơn nữa, người này nói mỗi một câu đều là sự thật, hắn nói mỗi một câu đều giống như mũi tên đâm thập sâu vào trong lòng của mấy người. Cùng lúc khuất nhục, trong lòng bọn họ cũng dâng lên vài phần bi thương. Huyền Tông từng huy hoàng vô cùng, chưa tới một năm đã lưu lạc đến mức kết cục như vậy, trong lòng các đệ tử Huyền Tông đều nghẹn một cơn tức. Sự thật là một chuyện bị người ta mắng trợn vạch ra chảo phúng lại là một chuyện. Đệ tử Huyền Tông nhìn Thanh Huyền Tử hỏi: "Sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ?" Huyền Tông ở giới tu hành là một câu chuyện cười, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, bọn họ sẽ trở thành trò cười trong lòng trò cười. Ngay cả một chút thể diện cuối cùng cũng không còn tồn tại. Mấy người tuyệt đối không thể ngồi xem chuyện như vậy xảy ra. Nhìn thấy vài tên đệ tử Huyền Tông phản ứng, sắc mặt đám người Ngô Tiến hơi thay đổi, trái tim treo lên cổ họng, trong ánh mắt hai nam nhìn về phía Lý Mộ đã mang theo thầm oán và thật sâu. Nếu không phải hắn không biết sống chết
lắm lời để cho mấy người huyền tông kia thu hồi u hồn. Sự tình nào sẽ rắc rối đến loại tình trạng như thế này chứ?